chạy 4 năm, chủ nhân chiếc SUV này vẫn bán xe với giá đắt không tưởng. Dù là xe mới hay cũ, những chiếc LED sụp LX570 vẫn luôn nhận được sự quan tâm lớn từ nhiều đại gia Việt. Mới đây, giá bán của một chiếc LED sụp LX570 sau 4 năm sử dụng đã gây bất ngờ khi cao ngang ngửa với giá bán mua mới của một chiếc Mercedes-Benz GLS đập hộp. Đáng chú ý, xe mới chỉ vận hành 28.000 km sau 4 năm đồng hành cùng vị đại gia bí ẩn. Tại thị trường Việt Nam, LED sụp LX570 là đối thủ của những cái tên có tiếng như BMW X7, Mercedes-Benz GLS, Audi Q7 hay người đồng hương Infiniti QX80. Không có quá nhiều điều để nhận xét về ngoại thất của chiếc LED sụp LX570 khi xe được giữ ở tình trạng nguyên bản. Với những model thấp hơn, khá nhiều xe thường được chủ nhân nâng cấp diện mạo mới bằng một số thay đổi ngoại thất. Trái tim của LED sụp LX570 2016 là khối động cơ V8, dung tích 5.7 lít, kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp, sản sinh công suất 367 mã lực tại 5.600 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 530 Nm từ tua máy 3.200 vòng trên phút. Tuy mức tiêu hao nhiên liệu được nhà sản xuất công bố, cho chiếc xe rơi vào khoảng 12,1 lít trên 100 km, cơ sở hạ tầng và mật độ giao thông tại Việt Nam có thể khiến con số trên thay đổi đáng kể. Ghế lái chiếc LED sụp LX570 đã xuống màu thấy rõ. Là SUV full size, LED sụp LX570 hay những đối thủ cùng phân khúc đều có lợi thế về tầm nhìn khoang lái. Những trang bị tiện nghi tiêu biểu trên LED sụp LX570 có thể kể tới như ghế da chỉnh điện 12 hướng, tích hợp thêm chức năng sưởi ấm và làm mát, màn hình giải trí kích thước 12,3 inch, hệ thống giải trí với đầu ra âm thanh 19 loa vòm McLevinson. Chiếc LED sụp LX570 model 2016 đang được chào bán với giá 4,5 tỷ đồng. Với số tiền trên, khách hàng vẫn có thể mua những mẫu SUV thế hệ mới như Mercedes-Benz GLS 350 CDI 4MATIC, BMW X5 X-Drive 40i X-Line, Audi Q7, Volvo XC90 Inscription hay chính người đàn em LED sụp GX350.